Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trong chương trình lắng nghe chánh pháp. Trong chủ đề lần trước, Hoàng Hiếu có đề cập đến đề tài đó là thần thông và phép lạ. Đối với cái nhìn rốt ráo của Đạo Phật, thần thông và phép lạ cũng giống như là vạn pháp ở tại cuộc đời này. Hay khi mà đầy đủ các điều kiện, thì đầy đủ các duyên, thì cái phép màu, cái thần thông, cái mà ta gọi là cái phép lạ đó, nó sẽ xuất hiện. Và theo như lời của Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài tán thán cái thần thông thứ ba, đó là giáo hóa thông. Có ba loại thần thông mà Đức Thế Tôn Ngài dạy trong bài kinh đó. Thứ nhất, đó là biến hóa thông, tức là cái khả năng có thể biến hóa ra cái này, cái kia. Cái thứ hai là ký thuyết thông, tức là dựa vào những cái biểu hiện ở nơi cái hình tướng, ở nơi cái âm thanh, và từ nơi cái khả năng suy luận của mình mà mình có thể biết được cái tâm ý của cái đối phương đang nghĩ gì, tức là tha tâm thông. Và cái thứ ba, hai cái khả năng khi nãy Quảng Hiếu trình bày đó, thì Đức Phật Ngài không có tán thán cái khả năng đó, mà Đức Thế Tôn Ngài tán thán cái khả năng là giáo hóa thông, tức là cái khả năng mà mình có thể làm cho một người từ một người mê trở thành một người ngộ, từ một người mà không biết phân biệt thiện và bất thiện, sống mà không biết là phân thiện ác, sống luôn luôn tạo đem lại cái sự mà nguy hại cho người khác, chỉ làm tổn hại cho những người khác, mà mình có cái khả năng chuyển hóa người đó, làm cho người đó từ con người mà bất kỳ cái việc ác nào cũng làm trở thành một con người mà sống lương thiện, đem lại cái hạnh phúc cho người khác. Thì Đức Phật Ngài tán thán cái khả năng đó, cũng như rằng là từ một cái chúng sanh phàm phu đam mê ở trong ngũ dục, mà mình có cái khả năng hướng dẫn cho đối tượng đó biết quay hướng về Tam Bảo, biết cái sống cái đời đến cái đời sống của bậc thánh hiền, thì cái khả năng đó Đức Thế Tôn Ngài tán thán cái khả năng đó là giáo hóa thông. Hôm nay trong chương trình lắng nghe chánh pháp kỳ này, Hoàng Hiếu xin được mở đầu với lại quý vị bằng một cái mẫu chuyện ở trong Kinh Tăng Chi chương chính pháp phẩm tiếng rống của con sư tử. Thì một hôm Đức Thế Tôn Ngài ngự ở tại thành Xá Vệ, tại Tinh Xá Kỳ Viên, thì sau mùa An Cư Kiết Hạ, Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch lên với lại Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, bây giờ mùa An Cư Kiết Hạ, cái mùa mưa đã xong, giờ con xin được đảnh lễ Đức Thế Tôn để đi du hóa khắp nơi. Bởi vì trong thời của Đức Phật đó, Đức Phật Ngài luôn khuyến khích đệ tử của mình sau những cái mùa an cư thì trong 9 tháng còn lại đi khắp muôn nơi để mà truyền dạy, truyền bá, mang cái ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi nơi. Thì sau khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Thế Tôn rời đi để mà đi du hóa khắp nơi hoằng truyền Phật Pháp, thì không bao lâu sau có một cái vị tỳ kheo đệ tử nhỏ mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, với lại thưa với lại Đức Thế Tôn rằng là: kính bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất phạm lỗi lầm với lại con, nhưng mà lại không có xin lỗi, không có nói những cái lời mà hối lỗi với lại bản thân con. Thì khi mà Đức Thế Tôn nghe cái lời cáo buộc của cái vị đệ tử nhỏ này đó, thì Đức Thế Tôn mới bảo rằng đó là: khi nãy Xá Lợi Phất mới vừa ra đi,
ông hãy chạy gọi tôn giả Xá Lợi Phất đến để mà Như Lai có việc để mà chỉ bảo. Khi mà cái người tỳ kheo trẻ này đi gọi ngài Xá Lợi Phất quay trở lại thì ngài A Nan và tôn giả Mục Kiền Liên biết được sự việc này, do đó rằng là mới gọi những cái vị tỳ kheo trẻ ở tất cả mọi nơi để mà trở về diện kiến cái cuộc hội ngộ của ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên và ngài A Nan biết được rằng không thể nào tôn giả Xá Lợi Phất có những cái cách hành xử như vậy cả. Không thể nào một cái bậc mà trí huệ đệ nhất ở trong hàng đệ tử thanh văn của Đức Thế Tôn mà lại có cái hành xử là khiếm nhã, có cái hành xử mà không có phải lễ đối với lại một cái vị mà tỳ kheo trẻ. Hai ngài Mục Kiền Liên và ngài A Nan tin chắc rằng đây là cái cơ hội để cho ngài Xá Lợi Phất cất lên cái tiếng nói của con sư tử, cất lên tiếng nói của một cái vị đệ tử là trí tuệ đệ nhất ở trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Và đây cũng là cái cơ hội để cho những cái vị mà tỳ kheo trẻ có dịp thấy được cái khả năng tu tập, thấy được cái đức hạnh của cái người sư huynh của mình, đó là ngài Xá Lợi Phất. Do đó rằng đó là ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan mới hiệu lệnh chúng tập trung hết tất cả những cái vị mà tỳ kheo trẻ lại để diện kiến cái cuộc đối thoại của ngài Xá Lợi Phất và Đức Thế Tôn, cũng như rằng là một cái vị tỳ kheo trẻ đã thưa trình với lại Đức Thế Tôn là ngài Xá Lợi Phất có những cái điều mà không phải với lại mình, nhưng mà lại không xin lỗi mà rời đi. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật mới hỏi rằng đó là: này Xá Lợi Phất, có phải rằng đó là ông phạm phải những cái lỗi đối với lại cái vị tỳ kheo này mà ông không xin lỗi mà ông đã rời đi hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất mới trình bày rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, với người mà đã an trú luôn luôn là chánh niệm ở trên mọi cái cử chỉ, mọi cái hoạt động của thân, cũng như là một cái vị mà có cái chánh niệm biết được rằng những cái tâm hành xuất hiện ở trong tâm của mình, tức là một cái người luôn luôn sống với thân, thọ, tâm và pháp, quán bốn cái đối tượng, bốn cái niệm xứ này, luôn luôn sống trong bốn niệm xứ, luôn luôn có chánh niệm đó, thì không thể nào mà bản thân con lại có thể làm những cái việc làm như vậy cả, giống như là lời cáo buộc của vị tỳ kheo kia. Ngài Xá Lợi Phất, ngài mới ví dụ rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, giống như rằng là ở trên mặt đất có người, người ta sẽ đổ những cái đồ bất tịnh, người ta sẽ đổ những cái phân dơ, người ta sẽ đổ những cái nước tiểu, những cái đồ mà nó dơ uế lên trên mặt đất, nhưng mà không phải vì những cái lý do đó đó mà mặt đất nó sẽ khởi nên cái sự mà phẫn nộ. Mặt đất không vì những cái lý do đó đó mà trở nên cái sự hiềm hận, mặt đất không vì những cái lý do đó mà có cái sự lo âu, mặt đất không phải vì cái lý do đó mà khởi nên cái sự sân hận. Bởi vì đó, cái mà mặt đất là nó bao la, cái mặt đất luôn luôn là nó hàm chứa, nâng đỡ hết tất cả mọi vật ở trên thế gian này. Thì tâm con bây giờ cũng giống như vậy, thì không thể nào vì một cái chút lầm lỗi nào đó của một cái vị tỳ kheo mà con khởi lên cái sự sân hận, con khởi lên cái lo âu, cái phiền muộn mà khiến cho con có cái sự hành xử mà không phải đối với là cái vị tỳ kheo trẻ kia. Rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài mới đưa ra một cái ví dụ kế tiếp rằng là giống như là nước có thể rửa hết tất cả những cái đồ, mặt nước không bao giờ có cái sự mà phân biệt rằng đó là cái đồ này là cái đồ bất tịnh, đồ này là đồ phản uế, đồ này là những cái đồ dơ. Không phải rằng đó là khi mà người ta đem một cái khăn, một cái đồ mà nó đầy dơ bẩn đến đó thì nước nó lại chê mà nói bây giờ cái đồ này dơ quá, nước không có muốn rửa. Nhưng mà bởi vì cái tính của nước đó là luôn luôn làm sạch hết tất cả mọi thứ ở trên thế gian này. Mà chúng ta thấy rằng đó là bất kỳ cái vật gì ở tại cuộc đời này, hay khi mà chúng ta muốn làm sạch đó thì chúng ta phải cần đến nước cả.
Dù rằng là quý vị có dùng chất tẩy, dù rằng là chúng ta có dùng thế nào đi chăng nữa, thì cái cuối cùng chúng ta cũng cần đến, đó chính là nước. Thì cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất nó cũng quảng đại, nó cũng hàm tàng giống như là nước vậy đó. Không có cái tính chất là phân biệt rằng đây là cái đồ dơ mà nước không có rửa sạch, đây là cái đồ mà phận uế, đây là cái đồ mà cái thứ mà mọi người là ghê gớm, mọi người là gớm nhiếc, cho nên rằng đó, là nước không có rửa những cái đồ dơ đó. Thì cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất cũng giống như vậy, là cái tâm thanh tịnh, là cái tâm luôn luôn thực tập theo cái sự mà luôn luôn có chánh niệm, biết rõ ràng rằng là cái tâm hành nào đang xuất hiện ở trong bản thân của mình. Và một cái vị thánh A-la-hán đã đoạn tận hết tất cả các kiết sử phiền não thì không thể nào có những cái tâm sở mà phẫn uế, không có những cái tâm sở mà phẫn nộ, cái tâm sở mà sân hận có thể khởi lên được với lại cái tâm của cái vị mà thánh giả A-la-hán. Và thứ ba, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ví dụ rằng lửa cũng giống như vậy, nó có thể đốt hết tất cả mọi thứ ở trong cái thế gian này. Lửa không bao giờ từ chối rằng đó là chỉ đốt những cái đồ nào mà sạch sẽ, những cái cây nào mà nó thơm tho, mà ngay cả những cái cây mà nó thối, những cái cây mà nó dơ, những cái cây mà nó chứa những cái phân đó, những thứ mà cuộc đời người ta chán ghét, thì lửa nó vẫn đốt sạch hết những cái cây đó. Thì cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất cũng giống như vậy, không hề có một cái chút nào là phân biệt là đây là cái đồ sạch, đây là cái những cái đồ mà nó không có thơm tho, đây là những cái đồ mà mọi người không có quý, đây là những đồ mà những người khác người ta gớm ghiếc. Do vì cái lý do đó mà Ngài Xá Lợi Phất phản ứng sân giận với lại những cái người khác. Cái thứ tư là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ví dụ giống như là gió, khi mà gió thổi hết tất cả mọi thứ ở tại cuộc đời này đó thì gió cũng không có phân biệt đây là cái đồ tình, đây là cái đồ bất tình, đây là cái đồ phận uế, đây là cái nước tiểu, đây là cái đồ mà dơ thối, đây là cái đồ mà gớm ghiếc ở cuộc đời. Rồi gió không có thổi những cái mà gớm ghiếc đó, gió chỉ thổi những cái hương thơm, gió chỉ đem lại những cái mùi vị mà mọi người ưa thích, còn những cái mùi mà mọi người không ưa thích thì gió không thổi, gió không có mang cái tâm trạng đó. Thì cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất cũng giống như vậy, cũng hàm tàng, cũng ứng xử chừng mực với lại tất cả những cái mà nó thích hợp với lại cái ý muốn của mình, cũng như rằng nó không thích hợp với lại cái ý muốn của mọi người. Những cái gì mà gớm ghiếc, những cái gì mà phận uế thì gió vẫn vẫn hàm tàng, gió vẫn nâng đỡ, gió vẫn cuốn đi. Thì với cái tâm như vậy đó thì không thể nào mà Ngài Xá Lợi Phất khởi lên cái tâm rằng là làm cái sự mà sân hận, làm cái sự mà phẫn uế, làm cái sự mà phạm lỗi với lại cái đối tượng khác mà lại không xin lỗi mà bỏ đi. Và cái thứ năm, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ví dụ giống như rằng là một cái miếng vải mà lau chùi những cái đồ dơ ở trên mặt bàn. Thì cái miếng vải lau chùi không bao giờ có cái tâm phân biệt rằng cái đồ ở trên mặt bàn đó là cà phê, cái đồ ở trên mặt bàn đó đó là nước đường, cái đồ trên mặt bàn đó đó là những cái bụi bẩn nó rất là dơ giấy, hoặc là có những cái bụi mà nó bay cái mùi nó không được thơm đó, thì cái miếng lau bàn đó không có vì cái tâm phân biệt đó mà có cái sự là chê trách, có cái sự rằng đó là tôi không muốn rửa những cái lau chùi, những cái đồ phận uế đó. Thì cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị mà thánh giả đó, thì tâm của Ngài rất là dễ thương, tâm của Ngài rất là rộng lượng, tâm của Ngài rất là bao dung. Thì không thể nào với một cái tỳ kheo mà trẻ mà phạm lỗi đó thì Ngài Xá Lợi Phất lại có những cái hành xử mà nó không chuẩn mực, và Ngài không phải rằng là có những cái hành xử mà nó gây sự tổn hại đến người khác, rồi Ngài lại im lặng, Ngài ra đi mà Ngài không xin lỗi. Sau cái sự mà trình bày của Ngài Xá Lợi Phất thì cái vị tỳ kheo trẻ đó mới thấy được rằng đó là một cái bậc mà quảng đại, đó là một cái bậc mà có tâm bao dung với lại tất cả muôn loài, không phải chỉ riêng cá nhân của mình. Và từ cái bài học đó, Ngài cái vị tỳ kheo trẻ kia đã ra trước Đức Thế Tôn và đại chúng xin sám hối, nhận cái lỗi lầm của bản thân của mình. Thì chúng ta thấy được rằng đó là
một cái vị mà tuyệt vời, rất là dễ thương như là Ngài Xá Lợi Phất. Mà hình như có một lần Hoàng Hiếu đã chia sẻ đến đại chúng, đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một cái vị mà trưởng tràng ở trong chúng, nhưng mà cái đời sống của Ngài rất là dễ thương. Khi mà tất cả những cái vị tỳ kheo đi khất thực đó, thì Ngài luôn luôn thường rằng đó là Ngài đi sau, Ngài đợi cho tất cả những cái vị thầy khác đi rồi đó, Ngài quét dọn những cái nơi mà những cái vị tỳ kheo sống, để cho khi mà trở về đó là các vị tỳ kheo cảm thấy thoải mái, là có một cái nơi mà sạch sẽ để hành thiền, có một cái nơi mà sạch sẽ để thọ trai. Không phải ý rằng là mình là cái người được Đức Thế Tôn khen ngợi là cái vị đệ nhất trí tuệ, là Ngài có những cái hành xử mà nó cao cao tại thượng, mà cái hành xử của Ngài đó là rất là dễ thương, rất là chần mực, rất là gần gũi với lại đại chúng. Thì chúng ta thấy được rằng giống như là Ngài Xá Lợi Phất đó, và ngay cả ở trong cái môi trường mà ở trong môi trường của tăng chúng đó, vẫn có những cái lời khen, những cái lời chê, vẫn có những cái lời mà thị phi, vẫn có những cái mà lời ra tiếng vào. Thì không thể nào mà trong cuộc đời này mà chúng ta tránh khỏi những cái thị phi, những cái khen chê, những cái vinh nhục, những cái được mất mà chúng ta sẽ gặp phải ở trong cuộc đời này cả. Bởi vì ngay cả trong cái môi trường mà tu tập, ngay cả trong cái môi trường mà hướng đến giải thoát giác ngộ, mà còn có những cái tâm phàm, tức là có những người mà người ta còn mang cái tâm là phàm phu, tức là còn có cái tôi và cái của tôi đó, thì không thể nào mà tránh khỏi cái thị phi, cái được mất, cái hơn thua, cái vinh, cái nhục, những cái mà nó làm cho mình phải phải phiền lòng. Cái quan trọng rằng là cái ứng xử của mình, cái thái độ phản ứng của mình đối với lại những cái điều đó là như thế nào. Ở trong Kinh Tăng Chi, chương 8 Pháp, Phẩm Từ, Đức Phật Ngài có dạy như thế này: Này các tỳ kheo, có 8 Pháp làm cho thế gian phải tùy chuyển ở nơi thế giới. Thế nào là 8? Đó là lợi dưỡng và không lợi dưỡng, là danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Tức là 8 cái ngọn gió ở tại cuộc đời này, nó làm cho tất cả chúng ta ở đây, hễ khi là còn sống ở tại cuộc đời này đó, thì chúng ta còn bị 8 cái ngọn gió này nó thổi, 8 cái ngọn gió này nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Cái thái độ của chúng ta đối với lại cái 8 ngọn gió này đó, nó như thế nào là tùy thuộc vào cái khả năng tu tập, tùy thuộc vào cái khả năng ứng biến, tùy thuộc vào cái nhận thức của chúng ta đối với là cuộc đời này nó như thế nào, để chúng ta không bị cái sự mà suy diễn, chúng ta không bị cái sự mà ảnh hưởng, chúng ta không bị cái sự mà lay chuyển của cái ngọn gió này. 8 ngọn gió đó là gì? Là được, mất, là vinh nhục, là khen chê, là vui buồn. Chính 8 cái ngọn gió này nó làm cho cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta thấy đó, ở bàn bạc ở trên cái thế gian này, cả cuộc đời của chúng ta, mình nói là 100 năm, hoặc là mấy chục năm, hoặc là vài năm, thì nó cũng lui tới, cũng nằm trong 8 cái ngọn gió này. Và đó chính là cái chủ đề mà Hoàng Hiếu gửi đến cho đại chúng của chúng ta trong cái chương trình lắng nghe chánh pháp kỳ này. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong Kinh Pháp Cú, câu kinh số 228, Đức Phật Ngài có nói như thế này: Xưa vị lai và nay, đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Tức là ở trong cái nhìn của Mật Toàn Giác đó, thì không thể nào ở tại cuộc đời này mà một ai đó đó được toàn vẹn, là luôn luôn đó là chỉ nhận cái lời khen mà không có cái sự chê. Và hoàn toàn ở tại cuộc đời này, không phải ai đó rằng là chỉ hoàn toàn bị chê mà không có cái lời khen. Ngay cả như là Bậc Toàn Giác, như là Đức Thế Tôn đó, thì Ngài trong cuộc đời của Ngài vẫn có những cái người người ta thích Ngài, cũng có những người người ta không thích Ngài, cũng có những người đó là người ta ca ngợi Ngài, nhưng mà cũng có người người ta dè biểu Ngài. Bởi vì đó, có một số người người ta thấy cái trí tuệ của Đức Thế Tôn lớn quá, người ta thấy sức ảnh hưởng của Đức Thế Tôn nhiều quá, người ta thấy Đức Thế Tôn được rất là nhiều những cái vị mà vua chúa, những cái người mà đệ tử xuất chúng mà đi theo đó,
thì mang cái tâm ganh ghét, cho nên rằng là người ta cũng không ưa, người ta cũng không thích, người ta cũng tìm cách để mà hãm hại Đức Thế Tôn. Thì không thể nào mà chúng ta ở tại cuộc đời này mà chúng ta có thể thoát khỏi được cái sự mà chao động, cái sự mà ảnh hưởng của tám cái ngọn gió này cả. Và ngay cả như là những cái người mà người ta sống không có ra gì, những cái người mà người ta làm hại để cho người khác đó, mà vẫn có những cái người người ta ủng hộ, vẫn có những người mà người ta làm theo. Thì quý vị nghĩ đi, lại làm sao mà chúng ta trong cuộc đời này kiếm ra một người nào đó mà hoàn toàn là được cái lời khen, mà hoàn toàn là chỉ nhận cái lời chê, là theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn, là chúng ta không hề có những cái điều đó. Do đó Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong câu kinh Pháp Cú 81 đó, Đức Phật Ngài dạy rằng như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Giống như là cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất, khi mà cái tâm của Ngài nó mang cái tâm của hư không, nó mang cái tâm của một cái rộng lượng đó, thì không vì bất kỳ một cái lý do gì mà Ngài Xá Lợi Phất có thể phản ứng là bất thiện với lại những cái việc làm đó. Vì cái tâm của Ngài giống như là hư không, thì khi như là một cái hư không đó, chúng ta có mang cái nắm đấm chúng ta đấm vào trong hư không đó, thì hư không cũng không hề có một cái chút phản ứng nào ngược lại là đem lại làm hại cho người khác cả. Cũng giống như rằng là một cái mành lưới ở trước gió, thì khi mà gió nó thổi qua đó, thì không vì là cái mành lưới, cái tâm như là cái mành lưới đó, thì nó không có mang cái sự dính mắc nào bởi cái sự mà chao động bởi cái ngọn gió đó cả. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất Ngài hành lễ, thì những cái vị mà tỳ kheo trẻ đó thấy Ngài Xá Lợi Phất lễ các phương, thì có hôm đó thì Ngài hướng về cái phương này Ngài đảnh lễ, có hôm đó thì Ngài lại hướng về cái phương khác để mà Ngài đảnh lễ. Thì những cái vị mà tỳ kheo trẻ đó mới lên thưa với lại Đức Thế Tôn là kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất là cái vị mà đệ tử lớn của Đức Thế Tôn ấy, vậy mà đó Ngài Xá Lợi Phất lại còn thực tập theo những cái nghi lễ của ngoại đạo, Ngài còn thực tập theo cái phương pháp của những cái người ngoại đạo mà không có thực tập theo cái phương pháp ở trong chánh pháp. Bởi vì chúng con thấy rằng đó là Ngài Xá Lợi Phất còn lễ lạy các cái vị trời, còn lễ lạy cầu xin ở những cái vị, cái những cái phương hướng khác nhau. Thì khi mà nghe những cái lời như vậy đó, thì truyền tai đến Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất mới bộc bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kính thưa với lại tất cả huynh đệ, con ở đây là đã theo Đức Thế Tôn thì không thể nào mà con còn đảnh lễ cầu xin các vị trời, con còn lễ bái các phương để mà cầu xin, giống như là cái lời cáo buộc của những cái vị mà tỳ kheo trẻ khác. Bởi vì trong thâm tâm của con đó, chính nhờ Ngài Mã Thắng là cái vị mà tỳ kheo đầu tiên mà con được diện kiến, nhờ cái câu kệ của Ngài Mã Thắng mà con biết đến Đức Thế Tôn, con biết đến Đức Phật và con trở thành cái vị đệ tử của Ngài. Dù rằng là con được Đức Thế Tôn khen ngợi là cái vị đệ nhất về trí tuệ ở trong chúng, nhưng mà trong lòng của con đó thì tỳ kheo Mã Thắng giống như là cái vị thầy đầu đời của con. Nhờ tỳ kheo Mã Thắng mà con có duyên biết đến giáo pháp, con có duyên biết đến Thế Tôn, con trở thành cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn. Do đó dù ở bất kỳ nơi nào, hễ tỳ kheo Mã Thắng Ngài ở đâu đó, thì con đều hướng về tỳ kheo Mã Thắng để mà con đảnh lễ, con niệm ân Ngài đã kết duyên cho con biết đến Phật Pháp, biết đến Đức Thế Tôn. Khi mà hôm nay con biết rằng tỳ kheo Mã Thắng đang ở hướng này, thì ngay hôm đó con hướng về ngay hướng đó để con đảnh lễ, con niệm ân Ngài Mã Thắng. Khi mà Ngài Mã Thắng đi giáo hóa ở cái phương khác, thì con lại hướng về cái phương khác để con đảnh lễ, con niệm ân Ngài Mã Thắng. Đó là cái cách mà con đảnh lễ Ngài, cái người mà người thầy mà trong lòng của con coi tỳ kheo Mã Thắng giống như rằng là cái vị thầy của con, chứ không phải là con đảnh lễ các vị trời. Thì quý vị thấy rằng đó là ngay cả trong cái môi trường mà các vị tỳ kheo sống mà hướng đến
cái giải thoát và giác ngộ đi theo cái con đường đó. Nhưng mà có những người đó tâm cũng còn phàm phu, tâm còn cái sự mà bị vô minh che tối, do đó rằng là còn có cái nhìn nhận sai lầm, thì huống hồ gì ở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta có thể tránh ra khỏi những cái khen chê, những cái được mất, những cái hơn thua, những cái tị hiềm, những cái ích kỷ của cuộc đời này. Chúng ta quan trọng rằng đó là đối với là những cái lời khen chê đó, cái sự phản ứng của chúng ta đối với là những cái điều đó nó như thế nào, nó mới là quan trọng. Và chúng ta nhận quả khổ, tức là mình bị những cái lời cáo buộc, mình bị những cái mà hiềm hận, mình bị những cái mà hơn thua, những cái mà ghen ghét, đó là những cái quả khổ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà cái phản ứng của chúng ta đó chính là cái nhân của chúng ta tạo. Thì mình nhận quả khổ nhưng mà chúng ta có tiếp tục là tạo nhân khổ hay không, đó là cái khả năng tu tập của từng người. Cái người mà có chánh niệm, cái người mà khéo tu tập đó thì chỉ đón nhận những cái quả khổ mà thôi, chứ không có tạo tiếp tục là tạo những cái nhân bất thiện nữa. Cái chuỗi đó nó chỉ kết thúc lại ngay chỗ đó. Còn nếu như mà chúng ta lại phản ứng, nếu như mà chúng ta lại tiếp tục phản ứng là tạo người ta nói xấu mình tiếp tục phản ứng ngược lại là mình đi nói xấu họ, người ta làm cho mình giận, mình tiếp tục làm cho người khác giận đó, thì cái oan oan tương báo đó nó không bao giờ mà có thể kết thúc được. Cho nên rằng là người ta có khen mình đó, thì quan trọng là mình phải xem thử lại bản thân của mình có đáng với lại cái lời người ta khen hay không. Người ta có khen mình thật lòng đó, thì khi cái lời khen nó kết thúc đó, thì người ta trở về lại cái đời sống thường nhật. Mình mà cứ ôm ấp cái lời khen đó đó, thì nó làm cho bản thân của mình lại khởi lên cái tâm tham. Còn khi mà chúng ta bị cái chê thì cái chê nó cũng y chang như vậy, là khi mà người ta chê trách mình thì xong rồi, người ta đi về nhà người ta ngủ. Còn mình cứ ôm cái cục chê đó, mình cứ ôm cái cục tức đó, và mình sống với lại những cái khen, những cái lời chê đó đó, mình là cái người mà đau khổ nhất, là bởi vì mình sống với lại cái lời mà người ta chê đó, trong khi cái người mà người ta chê mình đó bây giờ người ta ngủ một giấc ngon lành, người ta không còn để ý gì tới cái lời cái mà người ta nói nữa, trong khi mình cứ ôm cái lời mà người ta chê trách đó, mình cứ ôm cái sự mà hiềm giận, cái hình ảnh mà người ta làm cho mình đau khổ đó, mình cứ ôm hoài những cái hình ảnh, mình cứ ôm hoài cái âm thanh đó đó, thì chính mình là cái người mà làm cho mình đau khổ nhất. Và quý vị, nếu như mà chúng ta xét thấy cái này đó, thì có phải rằng mình là cái người thiếu trí, có phải rằng đó mình là cái người rất là dại dột, là bởi vì mình sống mình là cái con rối bị cho người khác người ta điều khiển. Cái mà người ta muốn cho mình vui đó thì người ta quăng cho mình, người ta ban cho mình vài cái lời khen ngợi. Người ta muốn cho mình buồn đó thì người ta quăng cho mình những cái tiếng mà chua cay, những cái tiếng mà chửi rủa, những cái tiếng mà không có lọt vào tai của mình đó, làm cho mình phải dằn vặt, phải đau khổ từ ngày này và tháng đó. Và nếu như mà chúng ta sống như vậy đó, thì cả một đời chúng ta không có chánh kiến, chúng ta không có nhận thức ra đó, thì cả một đời chúng ta luôn luôn là cái con rối của thế gian này. À, thế nên rằng là đối với là cái tám ngọn gió đời, là được mất, vinh nhục, khen chê, hạnh phúc hay là đau khổ đó, nó luôn luôn là đổi, nó luôn luôn là thổi, nó luôn luôn khiến cho tất cả mọi người phải chao đảo ở trong cái vòng quay này. Cái quan trọng của cái người tu tập, cái quan trọng của cái người học Phật, cái quan trọng của cái người tu Phật là chính là cái thái độ phản ứng của chúng ta đối với lại những cái điều này. Không thể ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta có thể chạy trốn được, chúng ta có thể thoát khỏi được cái môi trường là không có sự xuất hiện của tám cái ngọn gió này. Bởi vì chúng ta thấy được rằng đó, ngay cả như thời của Đức Phật, Đức Thế Tôn là một bậc toàn giác, ấy vậy mà vẫn còn có người ta còn nói ngài thế này, người ta còn nói ngài thế kia. Một cái vị giống như là ngài Xá Lợi Phất, là cái bậc mà rất là dễ thương, rất là gần gũi với là đại chúng, bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, ấy vậy mà trong cái môi trường mà mọi người hướng đến cái sự tu tập giải thoát, mà mọi người còn có cái tâm phàm đó, thì khó lòng nào mà có thể thoát khỏi được
tám cái ngọn gió này nó thổi vào cuộc đời, nó chi phối, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Cái quan trọng của chúng ta là không phải mình tìm cái môi trường mà mình thoát khỏi cái sự mà chao đảo đó, mà cái quan trọng của chúng ta đó là cái thái độ phản ứng của mình đối với lại cái tám ngọn gió này nó như thế nào. Ở tại Trung Hoa vào thời xưa, ở tại Trung Quốc thời xưa, có một cái giai thoại mà Hoàng Hiếu nghĩ rằng nó rất là hay. Nhà thơ Tô Đông Pha là một trong những cái đại thi hào của nhà Tống ở tại Trung Quốc. Thì ông chơi rất là thân với lại một cái vị hòa thượng tên là Ngài Hòa Thượng Phật Ấn. Hai người rất là thân lắm. Hai người đó thì rất là hay để mà đàm đạo giáo lý với nhau. Thì một hôm đó, ông Tô Đông Pha thì ông cũng rất là cái người mà rất là giỏi về giáo lý nhà Phật. Thì ngoài cái việc mà thơ ca, ngoài cái việc mà đạo lý ra đó, thì ông là cái người mà rất là giỏi về cái giáo lý của nhà Phật. Ông là cái người rất là tự đắc với lại những cái gì mà ông hiểu biết về Phật Pháp. Thì một hôm, ông mới cao hứng, ông mới viết lên cái trên cái quạt của ông đó là bát phong suy bất đồng. Ông nhờ một cái người mà tiểu đồng, cái người hầu cận đó, mang cái quạt chèo qua bên kia sông để trao cho Hòa Thượng Phật Ấn. Bát phong suy bất đồng tức là tám ngọn gió thổi, tám ngọn gió đời có thổi đó thì không hề nào mà suy xiển, cũng không hề nào mà nhúc nhích, cũng không hề nào mà ảnh hưởng gì đối với lại Tô Đông Pha cả. Ý nghĩ rằng là Tô Đông Pha cho Ngài Phật Ấn biết được rằng đó là mình bây giờ đó là thứ dữ rồi. Mình bây giờ đó là cái khả năng mà tu tập của mình, cái khả năng mà phản ứng của mình đối với lại cuộc đời này đó là rất là vững vàng, không có gì mà có thể mà lay chuyển với lại Tô Đông Pha cả. Thì khi mà Tô Đông Pha cho cái người mà hầu cận của mình đó mang cái quạt, mang cái chữ rằng là bát vong suy bất đồng ở trên cái quạt đó trao cho Ngài Phật Ấn, thì Ngài Phật Ấn nhận cái quạt xong, Ngài xem đó, thì Ngài cười và Ngài mới hạ bút, Ngài viết hai chữ thôi, đó là chữ hạ phong. Chữ hạ phong có nghĩa rằng đó là đánh rắm, thì mới đưa lại cho cái người hầu cận của Tô Đông Pha chèo đò đem về đưa lại cho Tô Đông Pha. Khi mà Tô Đông Pha nhận lấy cái quạt mở ra xem đó thì thấy chữ hạ phong, mới rất là bực tức, mới cho rằng đó là Ngài Phật Ấn là coi thường mình, coi rằng đó mình là còn tệ hơn là cái hơi xì của Ngài Phật Ấn. Do đó rằng đó là Tô Đông Pha tức tối, bực bội, chèo đò từ bên này xong qua bên kia xong để mà gặp Ngài Phật Ấn, hỏi rằng đó là tại sao tôi rất là trân quý cái tình cảm hồi đó giờ giữa hai là chúng ta, tôi coi ông là giống như là bạn, đồng thời đó giống như là một cái người thầy, mà tại sao lại có những cái lời lẽ mà lại khiếm nhã như vậy dành cho tôi. Thì Ngài Phật Ấn rất là bình tĩnh đối đáp lại rằng đó là chỉ nói rằng đó là ông nói rằng là bát phong suy bất động, đó là tám ngọn gió đời là lay chuyển, không hề lay chuyển được. Ấy vậy mà chỉ có một chút hơi xì của tôi thôi mà ông đã đẩy ông từ bên bờ bên này xong qua bên kia xong. Một cái câu chuyện nó rất là sâu sắc đối với lại chúng ta. Thì chúng ta mình nói rằng đó là mình tu tập, mình nói rằng đó là mình học đạo, mình nói rằng đó là mình đi chùa lâu năm. Nhưng mà cái quan trọng của việc tu tập của chúng ta, cái quan trọng của việc học Phật của chúng ta, cái quan trọng của cái việc mà tu Phật đó là chúng ta đã phản ứng như thế nào đối với lại tám cái ngọn gió đời này. Khi mà được đó, tức là khi mà chúng ta có được những cái mà tạm gọi rằng là chúng ta thành danh, chúng ta tạm gọi rằng đó là chúng ta có được cái sự vinh hiển ở trong cuộc đời này đó, thì cái phản ứng của chúng ta đối với lại cái được đó, chúng ta có khởi cái tâm tham không? Chúng ta có khởi lên cái niềm mà ham thích với lại những cái mà chúng ta có đó hay không? Rồi khi mà chúng ta mất đó thì cái phản ứng của chúng ta với lại những cái mất đó như thế nào? Chúng ta có buồn không? Chúng ta có bị nó làm cho phải đưa đến cái chuyện mà tuyệt vọng hay không? Có một số người đó, khi mà bình thường đó
là rất là dễ thương. Tức là cái thở mà hoàng vi, cái thở mà nghèo khó đó thì anh em ai cũng sống được. Nhưng mà đến khi mà có của một cái rồi đó là coi ai không có ra gì. Mà chúng ta cũng thấy rằng cuộc đời này có rất là nhiều cái gia đình mà cái lúc mà nghèo khó đó thì anh em là đùm bọc, là thương yêu lẫn nhau. Đến khi mà có điều kiện một chút đó, chính cái điều kiện, chính cái vật chất đó, đó lại chia rẽ anh em. Bởi vì mình thấy được rằng là anh mình lại phát triển hơn mình, anh mình có điều kiện hơn mình, trong khi ngày xưa sẵn sàng chia với nhau chỉ là cái trái cà, sẵn sàng chia với nhau chỉ là những cái con cá khô nhỏ ấy mà thôi. Mà bây giờ vì cái nhà, cái cửa, vì cái điều kiện vật chất mà mình sẵn sàng, bởi vì là cái được đó, bởi vì là cái mà hơn đó, do đó rằng cái tâm ganh ghét, cái tâm ích kỷ đó nó khởi lên, làm cho cái tình anh em, cái tình huynh đệ nó không còn gắn bó với nhau nữa. Cái lúc mà nghèo khó, cái lúc mà cơ hàn đó thì dễ dàng sống với nhau, nhưng mà đến cái lúc mà có được một chút rồi đó thì lại cái phản ứng của mình, cái tâm lý của mình thay đổi. Do đó rằng một người mà tu tập khéo đó là ngay cái lúc mà chúng ta mà có được cái điều này điều kia, ngay cái lúc mà chúng ta vinh hiển đó, mình phải xét thêm rằng cái tâm của mình đó mình có ham thích, cái tâm của mình đó có hóng hách, mình có coi trời bằng vung khi mà chúng ta thấy được rằng mình hơn người này một chút, mình hơn người kia một chút hay không. Cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới chính là cái Đức Phật ngài dạy, đó là cái chính là cái thái độ phản ứng của chúng ta đối với lại cái hơn cái thua đó. Và cái thứ hai tức là đối với là cái lời khen và cái lời chê, khi mà chúng ta được khen đó là chúng ta ham thích, mà khi mà chúng ta bị chê đó là chúng ta sân giận, chúng ta buồn phiền. Thì đối với là cái người mà tu tập khéo đó thì khi mà được người khác người ta khen thì chúng ta cũng không có bị dao động bởi lại cái lời khen đó, và khi gặp cái người khác người ta chê đó thì chúng ta có bị ít nhiều bị suy xiển với lại những cái lời chê đó hay không. Chúng ta nên biết được rằng đó là cái khen chê là cái chuyện của thiên hạ, bởi vì cái miệng đời mình không thể nào mình cấm họ người ta khen hay chê cả. Và ngay cả như là cuộc đời của Đức Phật, một cái vị mà rất là vẹn toàn như vậy ấy, vậy mà vẫn có những cái người, những có cái lời ra tiếng vào, thì không thể nào ở tại cuộc đời này mình có thể trốn đi đâu mà có thể thoát khỏi cái lời khen và lời chê. Mình không thể thoát khỏi đi đâu bởi những cái sự mà gièm pha, những cái sự mà đàm tiếu ở cuộc đời này cả. Cái quan trọng nhất là cái thái độ phản ứng của mình như thế nào. Người ta có quyền nói, người ta có quyền khen, người ta có quyền chê, nhưng mà cái quan trọng đó là mình có cái quyền tiếp nhận cái vấn đề đó như thế nào để cho cái tâm của mình nó được bình thản, nó tâm của mình nó được bình an, cái tâm của mình nó không bị dậy sóng với lại cái lời khen và lời chê đó. Thì đó chính là cái khéo léo của cái người có tu tập, và đó cũng chính là cái khéo léo của cái người có học đạo. Chứ còn như mình đã bỏ ra mấy chục năm trời, mình đi chùa, mình học Phật, mình tu Phật, mà với giữa những cái mà lời khen lời chê đó, chúng ta cũng phản ứng theo y như là thế gian phản ứng sao mình phản ứng vậy. Người ta hãm hại mình, người ta nói mình một câu, bây giờ mình nói lại một câu, không phải một câu mà mình phải nói lại hai ba câu, mình phải nói lại 10 câu. Người ta hạ bệ mình, bây giờ mình phải tìm cách, mọi cách mình phải hạ bệ lại họ đó. Thì khác nào là chúng ta cũng phản ứng y chang như là cái người thế gian, y chang như là cái người mà chưa từng học Phật, y chang như cái người mà chưa từng tu Phật một ngày nào. Chúng ta mở miệng ra chúng ta nói rằng đó là chúng ta ăn chay, chúng ta mở miệng ra chúng ta nói rằng là một ngày mình ngồi thiền, mình niệm Phật biết bao nhiêu là sâu chuỗi. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là chính là để biểu hiện được rằng mình là cái người có học Phật, mình là cái người mà có tu Phật, là chính là những cái mà biểu hiện ở nơi cái đời sống của chúng ta. Tức là 8 ngọn gió đời đó nó thổi đến cuộc sống của chúng ta, cái phản ứng của mình với lại 8 ngọn gió đời đó nó như thế nào. Chúng ta có là hư không khi mà bị người khác người ta đấm vào hư không đó hay không? Chúng ta có được là cái lòng giống như là hư không, tức là cái lòng bao dung, cái lòng độ lượng với cái người mà mình thương đó, với cái người dễ thương đó,
thì mình thương rất là dễ rồi. Nhưng mà ngay cả những cái người mà người ta dễ ghét đó, thì mình có thương được cái đối tượng đó dễ ghét đó hay không? Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là cái thể hiện được rằng mình có phải là cái người tu tập, mình có phải là cái người mà học Phật hay không? Cái tâm của mình trước gió đó có giống như là cái mảnh lưới đó hay không? Tức là cái khi mà lưới mà treo trước gió đó đó, giống như rằng là nếu như mà tâm của mình đó giống như là cái bức tường, cái tâm của mình đó giống như là một cái hàng rào mà dày đặc đó, thì khi mà cái ngọn gió lớn nó thổi qua đó đó, thì cái bức rào đó, cái bức tường đó đó, nó sẽ bị lay động rất là lớn, bởi vì nó cản rất là nhiều. Nhưng mà khi cái tâm của chúng ta giống như là một cái mành lưới, cái tâm của chúng ta giống như rằng là nó không có cái sự dính mắc bởi cái lời khen và tiếng chê, nó không bị dính mắc bởi được và mất, bởi vinh và nhục, bởi khổ đau hay hạnh phúc á, thì ngay lúc ấy cái mình mới không có bị dao động, mình mới không có bị suy xiển bởi là tám ngọn gió đời. Ở trong kinh Phạm Võng của Trường A Hàm thì có một lần Đức Phật ngài đi khất thực, thì có hai cái nhân vật đi theo sau, để mà một người đó, người thầy đó thì lại là hết lời, là tìm cái lời để mà dè biểu, tìm cái lời để mà chê bai Đức Thế Tôn. Trong khi đó có một cái người đệ tử của một cái vị đó đó đi theo sau thì lại là hết mực là ca ngợi Đức Thế Tôn, tán thán Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài vẫn ung dung, ngài vẫn tự tại, ngài vẫn bước đi. Thì khi mà ngài trở về tinh xá đó thì các vị tỳ kheo mới bàn luận với nhau rằng đó là xì xào qua xì xào lại, thì Đức Thế Tôn ngài đi đến ngài hỏi rằng đó là các ông đang bàn về chuyện gì. Thì các thầy tỳ kheo mới trả lời là kính bạch Đức Thế Tôn, đó là sáng nay là chúng con thấy là lúc mà Đức Thế Tôn ngài đi khất thực, ngài đi hằng hóa, thì có một người đó là hết tìm mọi cách để mà dè biểu, tìm mọi cách để mà chê bai Đức Thế Tôn, trong khi cái người đệ tử đó là tìm mọi cách để mà khen ngợi Đức Thế Tôn. Chúng con bàn nhau rằng không biết được rằng cái phản ứng của Đức Thế Tôn đối với lại cái lời khen và cái lời chê đó nó như thế nào. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng là nên nói năng như hiền thánh và nên im lặng như hiền thánh. Khi được ngợi khen đó thì các ngươi chớ nên thỏa thích tự mãn với lại lời khen đó mà bị chìm đắm mê muội. Khi mà nghe những cái lời chê bai phỉ báng, các ngươi chớ nên buồn rầu chán nản mà tinh thần bị sa sút tối tăm, hay phẫn uất tức giận và dẫn đến những hành động sai lầm nông nổi. Khi nghe khen chê, các ngươi nên bình tĩnh sáng suốt, nhận định điều gì đúng với mình và điều gì không đúng với mình. Thì chúng ta thấy được rằng cái lời dạy của Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng khen chê chính là cái hành động, hay mình hay gọi đó là chính là cái nghiệp của cái đối tượng mà người ta sống gần mình, người ta tác động lên mình. Còn cái phản ứng của chúng ta đối với lại cái lời khen chê đó, đối với lại cái được mất, cái hơn thua, cái vinh nhục ở tại cuộc đời khi mà nó tác động đến mình đó, nó chính là cái nghiệp của mình, chính là hành động của mình. Thì cái hành động của mình, Đức Phật ngài dạy rằng đối với lại cái lời khen chê, đối với lại cái lời khen thì chúng ta cũng đừng có thỏa thích, chúng ta cũng đừng có tự mãn với lại cái lời lời khen đó. Là bởi vì khi mà chúng ta tự mãn, chúng ta thỏa thích với lại cái lời khen đó đó, thì chúng ta dễ bị đắm chìm ở trong cái lời khen. Mà chúng ta thấy ở cuộc đời này rất là nhiều lần chúng ta dễ bị cái lời khen nó đắm chìm. Mà có rất là nhiều người nếu như đó mà vì cái lời chê đó thì người ta có thể vì cái lời chê đó mà người ta cố gắng, người ta hoàn thiện hơn, người ta làm tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà nhiều người mà khen quá đó, tức là có những cái vị vua mà những cái quan cận thần mà người ta xỉm nịnh quá, làm ra cái gì mà người ta cũng khen đó đó, thì không thể nào mà có cái sự tiến bộ được cả. Cũng giống như vậy, nếu như mà chúng ta sống bằng cái thái độ khi mà người ta chê mình đó, mình tức tối, mình bực bội, mình phản ứng ngược lại là mình bằng cái tâm sân giận đó, thì ngay lúc ấy chúng ta chính là cái người ngu tối, chúng ta chính là cái người ngu trí. Chính vì cái lý do đó thì cái phản ứng của chúng ta nó cũng trở nên là tiêu cực,
cái phản ứng của chúng ta cũng trở nên là bất thiện. Thì ngay nơi đó có phải rằng là chúng ta đang nhận quả khổ và chúng ta đang tiếp tục là tạo cái nhân khổ nữa. Thế nên là một cái đời sống mà trong sạch giống như là một cái vị Phật, nhưng mà cũng không thể nào tránh khỏi những cái lời chỉ trích, những cái lời tấn công, những cái lời nguyền rủa, thì không thể nào ở trong cái đời sống này mà chúng ta có thể thoát ra khỏi cái sự mà dao động, thoát ra khỏi cái sự tác động của tám ngọn gió đời, được mất, hơn thua, thành bại, vinh dục, đau khổ và hạnh phúc cả. Thế nên là cái người mà tu Phật, cái người học Phật, là chúng ta cần phải soi rọi lại bản thân của mình, xem thử được rằng cái khen chê là cái việc mà muôn đời trong cuộc sống, cái thái độ của chúng ta đối với lại tám ngọn gió đời đó là như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Hôm nay trong chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp, Quảng Hiếu xin gửi đến đại chúng cái đề tài như vậy. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe Quảng Hiếu chia sẻ. Kính nguyện cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng sống trong cái sự soi sáng của Phật Pháp, và lúc nào quý vị cũng sống trong cái sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn quý vị. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.